Rồi, alo. Hello. Chay hả chay? My wife is gone. À, bấm mày, con bấm luôn. Hello. Chay hả? Dạ. Con đang ở đâu á? Con ở Michigan. Ủa, con ở Michigan hả? Dạ. Con có tiền trong túi đó không? Dạ. Con nhiêu tiền? $2. Ủa, có 2 đô hả? Dạ. Con mua giùm mẹ một hũ nhị hoa nghệ tây được không? Dạ. Ừ, rồi mua giùm mẹ một trái dưa hấu watermelon nha. Dạ. Rồi mua giùm một chai sữa nữa. Ok. Rồi có đủ tiền không? Dạ không. Không đủ tiền sao mua? Thôi mình bây giờ mình làm gì ta? Bây giờ lái xe chạy về đi rồi mẹ đưa tiền cho con nha. Dạ. Rồi ok, bây giờ mẹ gặp lại con sau nha. Dạ. Ok, bye bye. Bye. Dữ. Just so much fun. I'll do it again. Nữa hả? Ok, muốn nữa phải không? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bấm đi. Ring, ring. Ê, trời. Ủa, chay hả? Sao con bị gì vậy? Con bị sốt cay. Con bị gì? Con bị sốt cay. Sốt cay là gì? Con bị ho. Con bị ho. Ủa, mà sao con bị ho hả? Because con ăn too much sugar. Con ăn too much sugar. Dạ. Con ăn đường nhiều quá hả? Dạ. Ừ, bây giờ con đang ở đâu á? Con ở Michigan. Ở đâu? Michigan là ở đâu? Michigan hả? Michigan. Rồi chừng nào con về? Dạ. Mẹ đang chờ con ở nhà đó. Oh. Con chừng nào cái con... này với sao? Sao? Ủa sao chưa nói chuyện xong mà đã cúp máy rồi? Trời ơi, cái con chay này nó vô lý. Tôi chưa nói chuyện xong nó cúp máy, giờ tôi gọi lại nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riêng, riêng. Bắt máy đi. Bay. Á trời ơi, con chay này nó không nghe máy, nó bay tôi luôn. Vô lý. Oh sorry. Giờ con gọi ai á? Gọi mẹ. Gọi mẹ phải không? Ok, mẹ chờ. Hello, how to meet you? I just looking for Drake. Không, mẹ muốn can you speak Vietnamese please? No. Why? Nói tiếng Việt please. Bus boy. À, ai nữa? Trời ơi, nó nói đang ở đâu? Nó ở Michigan. Chay, mẹ là cái gì chay? Mẹ là du gì? YouTube. YouTube gì? YouTuber. Đúng rồi, mẹ là YouTuber. Rồi nha, bấm số ngàn 132933. Hello. Chưa. 4644. And press it. Hello. Are you here? Mẹ ở đây nè, con đây. Oh. Trời. Làm gì la lớn vậy? Con muốn ăn gì? Con muốn ăn cái booty. Con này nói chuyện bậy bạ không à? Nó đàng hoàng, nó bậy bạ không à? Ok. Rồi. Ôi trời, sao tự nhiên bay rồi? Ôi trời, đó con chay này nó hổn ghê, nó đang nói chuyện. My turn. Rồi, cho đi. Chưa. Bốn sao chết bảy, tám chết mười. Trời ơi, bấm dữ ta. Ăn 4, 6, 7, 8, 9, 10 luôn, ghê vậy ta. Rồi bấm chưa? Không, nói tiếng Việt đi, bấm tiếng Việt. Mẹ là người Việt Nam, phải bấm số Việt Nam. Hello, con đang ở đâu ạ? Ở Mỹ. Con đang ở Mỹ hả? Dạ. Tao biết đang ở Mỹ. Tao biết đang ở Mỹ. Mỹ gì? Mỹ Tho. Chào giá nước mưa. Ôm chú năm cái, ôm chú năm cái. Đã một cân đó, đừng nghĩ. Ôi, mọi người ơi, chú này lớn kìa ta, mới có mấy tháng thì lớn liền ta. Thấy rồi, ông ngoại nó thì cao kìa. À, con nói chú năm phải không chú năm, hỏi rồi. Làm bệnh râu. Ăn uống gì chưa? Chờ chú về ăn đây. Để hả? Con ăn gì chưa? Cũng giống y như chồng chị, cũng giống y như chồng chú. Đúng rồi. Dạ, cũng giống y à, không khác nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Bà ngoại gì? Nó nói bà ngoại á, là làm tay, xên tay đẹp, mà sao không làm cái chân. À. Bà ngoại nít cắt móng chân. Cần cắt móng chân dài quá hả? À, rồi sơn nữa.
rồi xong nó kéo ghế lại nó nói để nó làm. Trời đất ơi, được đời không? Nó mò mò, nó chân ngoại móng dài quá. Mốt gặp nó là phải tươm tắt ca. Mốt gặp nó là phải chân sơn đỏ. Mặc đồ cho đàng hoàng chứ không có được mà slappy rồi này kia chết cho nó. Chết luôn, chết luôn cả một. Chỉ cần không gặp chừng một tháng thôi là thấy chị khác. Một tháng là thấy chị khác. Ừ. Cao vậy chứ hả? Dạ. Cao vậy chứ. Đang chơi gì cơ? Hả? Làm móng tay, làm tóc rồi đi. Làm móng tay hả? Giỏi ghê. Rồi có tối nay là Chay xin được mở một món quà nho nhỏ nha cô chú nha, tại vì không đem đồ chơi nên là nhiều quà quá, ngày mai là chờ mở là nó cũng tá quả à. Cái nào? Rồi bây giờ Chay mở cái đó đi, mở đi con. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Oh my goodness. Cái gì á? Cái gì á? Play-Doh PJ Mask. Thấy chưa? Quà năm nay là toàn PJ PJ Mask không à. Ngoài phụ nó mở giùm ngoài cái cô mượn giùm con cái ngoài. Không, cái đó đó con. PJ Mask. Yeah. Tối không có đem đồ chơi nó chán quá đi, mà bây giờ một đống đồ chơi để dưới gốc cây này mà nó không chơi được ức hiếp quá đi. Nó đi tới đi luôn, nó chán quá đồ về. Dạ, lấy đi ha. Con cảm ơn ngoại chưa? Rồi. Lấy ra từ từ con. Không lấy được luôn. Rồi, đưa ngoại lấy cho. Trời ơi, cái cặp của BJ Mask luôn ông nội ơi. Nguyên cái cặp luôn. Rồi còn đất sét rồi còn màu tô nữa. Thì mày coi mày coi. À cái này có nhà hả con, cái nhà. Oh, PJ Masks size đây đó hả con? Trời ơi, nó biết hết luôn á cô chú ơi. Con không biết cái này là gì hả? À, vậy hả con? À, Chay đang ở nhà ngoại nè cô chú ơi. Coi nè, bữa nay là cái gì đó, mai Noel, tối nay chưa Noel, tối nay sắp Noel, xém Noel. Trời ơi, con sao con nhồi cái bột đó lại, con nhồi là vậy rồi đâu có còn màu nữa chay, không có biết chơi gì hết mà đòi chơi rainbow đó. Rainbow nó nói làm vậy cho giống như là cầu vồng gì, cầu vồng sau mưa hả? Nó coi nó cô chú. Cô chú coi nó lấy cái son môi của ông ngoại nó son lên kìa. Cái đó để con stem vô cái này nè. Stem vô mấy cái giấy này nè. Đó. Ui cha ơi đây nè. Vẽ nè. Con vẽ PJ Masks nè nha. Mở ra đi. Mở ra cho. Chơi đi cho đỡ chán. Đó. Vậy nó mới đỡ chán đó. Chứ còn mình nó đâu có ngồi như mình được. Ok. Nó đâu có ngồi mà coi điện thoại ấy như mình được. Đó. Giờ em con vẽ đàn cho đóng nha. Cát bôi màu gì? Vẽ màu mà blue rồi vẽ khác bôi màu rồi con vẽ cho đúng đây. Đây nè mày lấy cái ghế nè, bỏ cái này lên cái ghế đi con vẽ nè. Rồi ok con ngồi con vẽ cho đúng cho hả, lấy ghế ra hả? À, rồi làm chi hồi hộp chứ. Vẽ đây. Rồi, vẽ cho đúng màu nha. Cái cô màu gì nha? Con tính vẽ ai? Cái cô đâu? Cái cô green. Green rồi, vẽ cái cô đi. Còn Costco đâu? Costco là màu đỏ. Costco là màu đỏ đúng không cái? Costco màu đỏ. Màu đó màu đây. Rồi, con vẽ cho chừa con mắt người ta ra chứ mắt người ta mà vẽ màu xanh luôn rồi. Trời ơi nó vẽ hết. Cái đó là tên gì? Con đó tên gì? Cái cô. Kỳ. I'm just drawing. À, bà ngoại ơi con đang vẽ. Con đang vẽ. Ủa cái đó nghe nè. Cái con nó màu gì? À là màu sao màu cam. Màu cam ok. Rồi con nó con gì đây? Con này con gì? Cat boy là màu blue đúng rồi. Trời ơi coi quá trời nè cô chú nè.
Ngày ơi, ngày xưa mà mình lúc mà mình 5-6-7 tuổi mà được có được cái chiếc bút chì mà là mình vẽ cái chuột thôi. Thiệt cái chứ còn giờ là thôi luôn á, đi ra nhà hàng ăn á người ta cũng cho mình cái này nữa để cho nó ngồi nó ngồi im á. Còn cái này nè, ui cái này là hình in nè. Đó bây giờ nói đây cô chú, đây là PJ Masks nha cô chú nha, PJ Masks. Đó là bây giờ nó thần tượng PJ Masks. Hết cái Elsa. Hết cái xà xiết vậy rồi. Giờ hết xà rồi. Giờ hết xà rồi. Mommy, here's Maya and Grant. Ừ, nó biết tên hết luôn á. Tên gì con? Maya and Grant hả? Nó coi á, nó coi YouTube á, biết tên hết luôn, tối nào nó cũng coi YouTube mà. Con mà con không nhớ miết luôn á, con mà hai cái đứa, cái con mà khát bôi thì con nhớ chứ mà có con mà chắc cô với lại cái gì quên nữa rồi. Alex là đó chịu á. Con để con ơi, con để lên cái ghế này con vẽ nè con nè. Đúng rồi đó con. Chú Năm ơi, chú Năm, về chơi chú Năm. Chú Năm sẵn rồi. I want my present. Chú Năm đâu? 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 Chú Năm đi làm rồi. Nó nghe nè, không có like vẽ, không có vẽ cái này, không có vẽ lên ghế nha. Không có vẽ nhà ngoại nha. Vẽ nhà ngoại là mình mệt đó nha chưa. cái đống đồ chơi này chỉ có mấy đô thôi mà mình đền lại là mấy ngàn đó nghe chơi nha. Không có giỡn nghe chưa. Đừng có sơn nhà ngoại nha. Mà cái gì đó. Bà Nhung, bà Út canh giùm con nha. God bless you. Bởi vì đi win đồ sơn nhà là con nói thôi thôi thôi. Cái gì con? Nói tiếng Việt. Thôi mệt quá, lớp nói chuyện tiếng Mỹ thôi nghe nó mất. Nói tiếng Mỹ nghe nhức đầu quá. Con đang trời. Ôi trời, nói tiếng Anh không mà trời. Không chịu nói tiếng Việt. Perfect. Oh yes. Trời ơi, perfect. Right on PJ Masks. Mà con nhớ nghe chưa, không có được lấy cái viết này vẽ trên ghế với lại trên tường nhà bà ngoại nghe chưa. Nói lớn lên. Dạ mẹ, đúng rồi. Nó coi nó nhờ không, nó nhờ tiếng Anh nó giỏi là nhờ coi YouTube á. Mình mở mấy cái đài Việt Nam nó không chịu coi. Mở cái mấy đài Việt Nam nó mấy đứa nít Việt Nam đồ này kia không có chịu coi tiếng Việt. Trời ơi, perfect. Đi học múa bữa giờ đó. Con múa cho ngoại coi miếng hả? This one is broke. Cái con đó con gì con? Con mà chơi mà con không có đóng nắp lại là cái đó nó cứng ngắc là hư luôn á. Chơi cái này không chơi nữa là phải bỏ vô lại, đóng nắp lại. Lúc nào cũng vậy á, con có mua 10 cục nó cũng nhập thành một nữa. Đó, giữ cho đang làm đó. Đó, đang làm bánh đó. À, con chơi lê, con chơi đất sét hả? Con nói đi đất sét. Đất sét. Đúng rồi. Con nặng cho mẹ một trái tim đi. Okay. I can't. Sao vậy? I
Trời 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 trời. Chay lại coi Su với Bơ là ngủ rồi chay. Không thèm hả? Giờ không thèm Su với Bơ là đúng không? Giờ hết chán chưa? Trời ơi khui bà ngoại khui đúng luôn á. Khui cái này là đúng để bận rộn luôn nè ngoại nè. Khui cái này là đúng luôn. Hồi nãy nó ngồi nó bây giờ nó chán quá rồi. Ngồi từ sáng từ chiều tới giờ nó không có cái gì chơi. Nó chán dữ lắm rồi. Rồi nó nói thôi đi về đi, boring quá. Mà tối nay ngủ không có khóc nghe chưa? Là mình đi phố đây. Là mình đi New York quá. So boring quá mày. Mà it's not thin there. Oh, I'm so thin. Oh my god, it's making the boat. Hay chưa? Quá trời. Hai cục nhỏ với một á hả? Hai thành một. Màu đỏ với màu xanh. À mà sao nó mới cho màu 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 xanh lá cây luôn ta? Có cho màu xanh lá cây nữa mới đúng chứ, đúng không vậy? Ba con hả? Mà cho có màu màu đỏ với màu xanh nè, màu xanh dương rồi không có cho màu xanh lá cây. Vô lý không? Vô lý thiệt á, cái gì cũng ba màu hết. Này nè. Này cũng màu này, này cũng màu này, này cũng màu này. Không không, chỉ có vậy thôi bác gái. Vậy không á, con không mở ra mà. Đây là PJ Masks mà nếu mà không ai biết PJ Masks là nói này tưởng nó đồ đi PJ Masks. Mới đầu con nghe con cũng đơn tưởng, con tưởng ủa sao con này nó biết đi PJ Masks ta. Cái con ngồi con mới coi, con thấy nó coi cái này rồi con mới biết cái này gọi là PJ Masks. Tưởng đồ đi shopping. Mẹ mẹ con muốn đi PJ Masks thì tưởng mẹ mẹ con tưởng. Cái đồng tiền nó sao dữ vậy chị? Mấy người Mỹ họ có cắt. Trời ơi đẹp ghê ta. Gì tiếp? Xíu ủ ra qua rồi hả? Ủ làm nào vậy hả? Không, cái vụ mới nó ăn lẹ lắm. Nấu ăn lẹ dữ ghê hột lắm. Vô không có gì ăn là làm qua làm lại cái sàn tới sàn luôn là có đồ ăn ăn à. Hồi đó đi làm mà con với thằng Chánh, chú với Thiếm và bốn người đi làm luôn mà về, ở nhà, về nhà là tới 7, 8, 9 giờ bác ha. Về nhà là 8 giờ rưỡi, 9 giờ. Ở chung nhà hết. Dạ, con với thằng Chánh rồi ở chung nhà hết. Cũng ở đây hết. Mà chung nhà vậy vui bác gái ha. Chứ thiệt hai người ở buồn ghê bác gái. Nói thiệt á. Buồn chứ. Mà trời ấm áp á còn lội vòng vòng ngoài được mà mấy ngày làm trời ơi không buồn hay. Chú ngọn bên. Thiếm ngọn bên. Chú làm công việc của chú vậy đó. Rồi lâu lâu rồi chú ấy buồn buồn rồi gọi điện thoại nói chuyện Việt Nam. Với lại mấy chú con. Cái chuyện ở Nam với ba con. Rồi anh em tâm sự những ngày gì gì đó. Thiếm. Con để quên cái đôi giày này đây hả? Giữ cho nó. Giày này mang hết vừa rồi. Dạ. Ồ giờ chân lớn ghê, cái đôi giày này mới có mùa hè đó chứ. Mà giờ mang hết vừa đôi giày này rồi. Chị nói cảm ơn ngoại xếp cho con. Vậy hả? Đôi giày này là bà Mai Anh mua cho chay luôn nè chay. Nó nói tiếng Mỹ đó, cái nói tiếng Việt. Mà giờ là mang hết vừa rồi. Dạ con. Giờ mà số 7 mà còn hơi mang hơi hơi chập với hơi. Đúng rồi, một tháng là thấy khác. Bởi vì mua đồ cho tụi này nó phí lãng vậy sao đó. Mình nên sắm đồ cho em nhiều. Sắm đồ vừa để nó lớn nhiều khẩu đấy mà. Đôi này nè, đôi này cũng còn nhỏ nhỏ xíu mà cũng đòi mang vô cái đôi này mang theo đây nè. Xu cho bà là coi nằm kìa. Không giờ chị chê bận rồi. Bận rồi, nó là giờ bận dữ lắm rồi phải không? Hết chán rồi phải không? Xin bà ngoại đó thôi để mở cho nó cái món quà trước đi chứ giờ để ngày mai là nó mở lung tung là nó chơi nó chỉ phá thôi chứ nó không có chơi ngày mai. Bây giờ nó mới là thật sự chơi nè. Mai là nhiều quá đi. Bà ngoại thấy chiếc Lamborghini màu cam của nó chưa?
Nó có chiếc Lamborghini màu cam xấu quắc à. Con có thích màu orange, con thích màu yellow, cái con thích cái xe của con hơn. Cái màu orange cũng chay xấu quá. Sao không? Ồ, con thích đó hả? Trời ơi đó, nó biết nói nó đó. Mà tối nay ở chơi nhà ngoại hay đi về? Chơi. À, next time đi về hả? Nó nói ngày mai, ý nó nói ngày mai mới đi về đó, giờ ngồi đây chơi. Quay đi đâu? Con làm thành hình gì rồi? Wow, làm thành hình tròn luôn hả? Cắt ra đó, nãy giờ ấy xuống rồi cắt. Cái gì vậy? Ice cream. Ice cream hả con? Yeah, mua cho nó chơi được á. Vậy mà nó chơi có một lần à? Đất sét lại đi chơi đúng một lần. Nó không có giữ, nó không có có cất. Rồi thôi bây giờ chơi đi nha. Yeah. Okay.